Món ngon mẹ nấu xin chào các bạn. Thịt nướng xiên que là các bạn, vàng ươm và không có bị khô. Nhìn cái màu nó đẹp chưa? Bóng ha, thơm lắm luôn á. Đã thịt bây giờ nướng như này là chín rồi nè các bạn, nó vàng đều ha mà nó rất là bóng nè. Chúng ta sẽ lấy ra ha. Đó các bạn nhìn thấy không? Thịt rất là bóng mềm nè. Và với cái cách nướng này á, thì rất là nhanh luôn á. Thơm ngon. Món thịt nướng xiên que này thì các bạn có thể ăn với bún, ăn với cơm hoặc bánh mì, hoặc là ăn chơi không như thế này đều được. Bánh tráng mà cuốn cho vào đây cuốn ăn cũng rất là tuyệt vời. Bánh tráng rau sống. Món thịt nướng ngày hôm nay thì tôi dùng cái nạc dăm, 1 ký thịt nạc dăm. Phần thịt này nó có nạc có mỡ nè, ăn nó không có ngán mà nó không có bị khô. Các bạn cũng có thể dùng thịt ba chỉ, cái phần thịt mỡ chỗ này ăn nó giòn giòn ngon lắm. Miếng thịt này thì tôi đã rửa sạch rồi. Công việc đầu tiên thì chúng ta sẽ đi sắc lát ra và ướp. Thì các bạn cắt cho nó mỏng khoảng cỡ 5 ly ha. Và chúng ta cắt khoảng dài khoảng 4 phân. Rồi, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa đi ướp nè. Dùng 20 gram tỏi và 20 gram hành, các bạn cho vào cái cối và giã cho nó nát ra nha. Tỏi các bạn giã cho nó nhuyễn ra như thế này ha. Mình sẽ cho hành và tỏi đã giã nhuyễn vào trước nè. Một chút xíu ngũ vị hương, 1/4 muỗng cà phê đó các bạn. Rượu mai quế lộ 3 muỗng cà phê 6 gram. Đây là cái hũ rượu mai quế lộ mà mình đã làm lâu rồi nè, nó thơm cực kỳ luôn á. Các bạn làm một hũ như thế này để dành mà dùng quanh năm luôn, rất là lâu mới hết, mỗi lần chúng ta xài có chút xíu à. Các bạn có rượu mai quế lộ thì cho vào nó rất là thơm, còn không có thì các bạn tăng thêm một chút xíu hũ vị hương nữa. Đây các bạn trộn đều lên đi ha, rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho các cái gia vị còn lại vào. 2 muỗng canh nước mắm 30 gram. Đây là cái nước màu mà hôm trước mình đã làm nè. Bây giờ sẽ dùng chính cái nước màu này để ướp thịt nướng. 2 muỗng canh nước màu 30 gram. Đó, cái nước màu này các bạn nhìn nó giống mật ong ghê không? Nó kẹo mà cái màu nó đẹp ha. 1 muỗng canh dầu hào 15 gram. Sữa đặc 1 muỗng canh 15 gram. Cho sữa đặc vào thì cái thịt nướng nó sẽ ngọt béo và nó không có bị khô. Mật ong 2 muỗng cà phê 10 gram. Mật ong cũng vậy, các bạn cho vào cái thịt nó bóng và nó mềm, thơm thịt. Dầu màu điều 2 muỗng canh 24 gram. Dầu ăn 2 muỗng canh 20 gram. Cho thêm dầu vào để cho cái thịt nó mềm, nó không bị khô đó các bạn. Rồi. Đường 1 muỗng cà phê 5 gram và bột ngọt 1/2 muỗng cà phê 3 gram. Hạt nêm 2 muỗng cà phê 5 gram và tiêu xay là 1/2 muỗng cà phê 1 gram. Các bạn không thích ngọt nhiều thì không phải bỏ đường đâu. Bởi vì mình làm theo khẩu vị của người miền Nam cho nên mình cho chút đường vô. Các bạn trộn bóp cho nó thấm gia vị rồi chúng ta để ướp ở đây 10 đến 15 phút. Hôm nay tôi dùng cái xiên thịt nướng bằng tre nè các bạn. Thì các bạn cứ rửa sạch đi rồi cho vào trong nước này chúng ta ngâm. Đó các bạn rửa sạch rồi cho vào đây ngâm lâu lâu một chút để khi nướng nó không có bị cháy cái que. Thì nãy giờ mình ướp được 15 phút rồi nè các bạn, thơm lắm.
thơm hài hòa giữa rượu mai quế lộ và tất cả các gia vị hòa quyện vào rất là thơm thơm. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái que này để xiên. Thì như mình xiên là cái miếng thịt sắc vậy, mình sẽ gấp làm đôi lại rồi mình xiên vào. Nếu mà thịt các bạn để bảo quản ngăn đông á, thì khi mà dùng á, các bạn phải để xuống ngăn mát trước một ngày để cho nó đã đông rồi sau đó chúng ta mới nướng được nhé. Than thì các bạn chuẩn bị đốt và chúng ta phải đốt cho nó cháy hết cái màu đen đi, nó cho qua màu hồng á, thì mới nướng được nhé các bạn. Thì như này thì nướng á, thịt nó không có bị cháy và nó tốt nữa đó, nó phải hồng hết như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nướng. Đó, đến lúc này là các bạn phải canh chở miếng thịt liên tục ha, còn nếu mà các bạn không chở là nó sẽ bị cháy chém cạnh ha. Lửa thì phải nóng thịt mới ngon, cho nên là chúng ta phải chở liên tục. Nóng nhưng mà không có ngọn lửa nha các bạn, nó cứ nóng bằng cái hơi than hồng á thì mới ngon. Đó, miếng thịt như thế này là sắp được rồi nè các bạn, càng phải tích cực chở ha. Chở liên tục luôn á, cứ xay miếng này rồi lại quay qua xay miếng kia. Bạn nhìn thấy cái miếng thịt nó vàng ngon không? Nè, ngon quá trời luôn nè. Thôi mình phải tranh thủ mình chở chứ mình khoe các bạn hồi thịt cháy. Thịt bây giờ nướng như này là chín rồi nè các bạn, nó vàng đều ha mà nó rất là bóng nè. Chúng ta sẽ lấy ra ha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thịt rất là bóng mềm nè. Và với cái cách nướng này á, thì rất là nhanh luôn á. Thơm ngon. Cái này mà ăn với bún hoặc là bỏ vào bánh mì ăn cũng rất là ngon, thì các bạn có thể áp dụng cái công thức này làm để buôn bán vẫn được. Nhưng mà lưu ý là khi mà buôn bán thì các bạn cần phải sắc thịt như thế nào hoặc là chọn cái loại thịt cho phù hợp để mình bán cho nó có lời á. Cái này là mình làm để nhà ăn cho nên là cái cây thịt của mình nó hơi nhiều á. Chúc cho các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng vào xem và để ngâm cái hũ rượu mai quế lộ với mình nha. Thưa các bạn, đây là một số nguyên liệu mình đã chuẩn bị để ngâm rượu mai quế lộ. Gồm có là 10 gram quế, cái vỏ quế đấy các bạn ạ. Vỏ quế thì ai cũng biết rồi ha. Rồi kế đến là 10 gram đại hồi, hay người ta còn gọi là hoa hồi á. Rồi tiểu hồi cũng 10 gram luôn. Và 10 gram thảo quả. Đấy, thảo quả thì nó dùng 3 quả thôi, nhưng mà nó cũng là 10 gram. Trên đây là nó có 10 gram trần bì, hay ta còn gọi là vỏ quýt đấy. Kế đến là hạt ngò cũng 10 gram luôn. Ở đinh hương cũng vậy, 10 gram. Cái đinh hương thì nhìn qua thì nó giống như cái đinh như thế này này các bạn, gọi là đinh hương. Và 5 gram xuyên tiêu, 5 gram tiêu hạt. Thì xuyên tiêu và tiêu hạt này mình dùng có 5 gram thôi. Bởi vì khi mà xuyên tiêu và tiêu hạt này cho vào thì nó rất thơm, có cái mùi thơm đặc trưng hơn. Tới 9 món lận, 9 món để làm ra cái rượu mai quế lộ này. Nếu mà không có tìm mua hết thì các bạn cần chuẩn bị cho mình có mấy cái món chính. Đó là quế, rồi hoa hồi, rồi thảo quả, và cuối cùng là đinh hương. Đấy là những cái món chính các bạn cần tìm mua cho mình nha. Các bạn đến ngay những cái tiệm người ta bán thuốc bắc thì có đầy đủ hết các bạn nha. Thường ngày các bạn hay dùng nước màu, nước hàn để chế biến các món ăn.
cụ thể như là kho thịt, kho cá. Đặc biệt nhất là dùng cái nước màu này á, để chúng ta ướp thịt nướng thì khi mà nướng xong thịt nó không có bị khô và nó mềm lắm. Bây giờ thì các bạn cứ cho vào trong keo hoặc là lọ nhựa hoặc lọ thủy tinh gì đó chúng ta bảo quản ha. Ngọt dịu dàng nhẹ nhàng y như mật vậy á, giống kẹo, ngon quá. Và cái ưu điểm của cái nước màu này á, là nó không có cái vị nhẫn đắng, nó có cái vị ngọt tự nhiên của đường, rất là thơm ngon. Như vậy là đã có một cái keo nước màu, nước hàng để kho thịt, kho cá, dùng trong bữa ăn hàng ngày rất là ngon. Đặc biệt là ướp để nướng thịt nướng thì vừa ngon vừa thơm, màu lại đẹp nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.